Rồi, xin kính chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với tất cả quý vị một cái cửa hàng bánh mì, đó là bánh mì Như Lan nha quý vị. Thì cửa hàng bánh mì này thì nó nằm ở số là 363, 365, 367 đường Hai Bà Trưng. Đường Hai Bà Trưng quý vị, nó nằm ở đây, đây là cái đường Hai Bà Trưng. Thì nó nằm đối diện với cái bệnh viện quận 1 nha quý vị ơi. Thì khi được biết đến cái bánh mì Như Lan này á, thì nó là một cái cửa hàng bánh mì rất là lâu đời rồi, và nó có thương hiệu ở Sài Gòn. Đây, thương hiệu ở Sài Gòn nha. Mà Như Lan này quý vị, đấy, nó có một thương hiệu nha. Thì hôm nay nhân tiện Kiên đi mua bánh mì thì Kiên quay lại chia sẻ với tất cả quý vị luôn. Nó gồm có bánh trung thu này, bánh dẻo này, bánh mì, bánh sinh nhật, chả giò các loại, làm xưởng, bò khô, ram bò, xúc xích, pate nha quý vị. Đấy, quý vị thấy không, bán rất nhiều loại luôn. Đây, đây là cái đường trước cửa tiệm này quý vị, cái cửa tiệm này. Thì cái cửa tiệm bánh mì này thì nó có tiếng rất là lâu đời rồi, và nó được là một trong những cái thương hiệu bánh mì mà ngon nhất Sài Gòn nha quý vị. Thì nhân tiện Kiên đi ăn rồi Kiên quay chia sẻ với quý vị luôn, để quý vị biết nếu mà có đến Sài Gòn có thưởng thức bánh mì thì hãy ghé cái thương hiệu bánh mì này nha. Đây được gọi là Nữ Hoàng bánh mì đó quý vị. Đây là cái đường Hai Bà Trưng này quý vị ơi, đường Hai Bà Trưng nhá. Ở đây nó có một cái nhà thờ ở đây, có một cái nhà thờ, và cái chợ Tân Định nó nằm ở bên phía bên trên đây. Bên trên đây là cái chợ Tân Định này. Đấy. Rồi lát nữa thì Kiên sẽ chia sẻ với quý vị nhà thờ này luôn nhá. Nhà thờ và chợ Tân Định luôn. Ở đây thì nó có một cái quán phở có rạch giá này, và Ngư Ký mì ra, có một cái quán mì ở đây nữa này. Đấy, cái mì đây không? Đây có một cái cửa hàng trái cây quý vị ơi, cây ngay cái đường này luôn. Quý vị nhớ đây là cái bệnh viện quận 1 nhá, này quận 1 ở đây. Quý vị ơi, đây là cái chợ Tân Định nha quý vị, cái chợ Tân Định này. Ở đây bán rất nhiều trái cây ở đây. Đây là cái cổng chợ này quý vị. Đi vào buổi tối nên là ở đây người ta bán trái cây ở đây thôi. Còn bên trong chợ Tân Định thì bán rất là nhiều vải nhá. Chợ này gọi là cái chợ vải lớn nhất Sài Gòn quý vị ạ. Phía xa quý vị thấy không, cái có một cái gọi là cái tháp ở trên đó, đó là cái nhà thờ đó quý vị. Nhà thờ này là nhà thờ đỏ nha. Đây cái cổng chợ Tân Định quý vị. Đấy, Kiên cũng hay sang bên này đi mua đồ bên này. Quý vị ơi, đây là cái nhà thờ này quý vị, nhà thờ Tân Định này quý vị ơi. Đây được cái nhà thờ này thì Kiên thấy cái kiến trúc của nó rất là đẹp, kiến trúc cổ nhá. Đây nó có màu hồng mà mang cái màu sắc rất là đặc trưng, không có xen lẫn vào đâu được nha quý vị. Đây quý vị thấy không, nhà thờ Tân Định này. Đấy, đây là cái cổng ở ngoài này, quý vị ơi. Đây là cái đường Hai Bà Trưng. Đây, cho quý vị thấy cái cổng trước của nó này, nhà thờ Tân Định này, Đức Giám Mục. Đây, quý vị thấy không? Quý vị nào mà ở Sài Gòn lâu năm rồi thì sẽ biết cái nhà thờ này nó được xây vào thời gian nào và nó có lịch sử như nào. Nên thì Kiên cũng mới tới Sài Gòn thôi, Kiên cũng chưa có hiểu biết nhiều về Sài Gòn. Nhưng mà tiện thể đi quay lại chia sẻ với quý vị. Quý vị nào có thông tin thì hãy comment, like, comment bên dưới cho Kiên biết thêm thông tin về cái nhà thờ này nhá. Kiên thấy nhà thờ này rất là đẹp quý vị ơi. Đấy, bữa nào Kiên sẽ vào bên trong nhà thờ này thì sẽ khám phá cái nhà thờ này, chia sẻ với tất cả quý vị nhá.